tiếp tục chương một phụ tùng máy cưa Hitachi. Ui con này nó con xích luôn kìa. Này gọi thiếu gì? Thiếu ốc, thiếu xích. Coi còn chế được không? Chế được con nha. Chế lọc gió được con. Nó chỉ thiếu cây ở đây. Cái nấm bơm sừng phụ thôi. Về mua ra mua cái nấm bơm sừng phụ của mấy phát cỏ đó. Dán vào là y đúc thôi. Này như là e tự động hay sao mà. Hitachi. Rồi, kéo hơi thử. Cũng có hơi đấy chứ. Cái này nó có trợ lực này. Thôi, này sẽ 750 ha, 750. Tại vì chưa có biết sống chết rồi gì nha mọi người. Con đẹp lắm. Chỉ thiếu cái xích ha, quay cái gì bán đấy không bao gì hết nha, bán như bán phụ tùng thôi. 750 nha, mua thì chuyển khoản số tài khoản phần mô tả giúp cho em, khỏi trả giá, khỏi hỏi vấn đề khác nha, chỉ có mua hay không thôi. Xích tự mua hay cái đồ gì đấy tự xử nha, tại vì hàng chưa về sao nó thiếu đồ thì mình bán vậy thôi đó. Em thấy chế nó vẫn còn cũng ha. Này thấy chỉ thiếu cái bơm sừng phụ, về mua bơm sừng phụ mấy phát cỏ bỏ vào 750. Chào mọi người nha.